Vào showbiz đã lâu, các sao Việt này tuyên bố vẫn còn trên trắng. Bạn có sốc không? Khá nhiều sao Việt vẫn tuyên bố chắc như đinh đóng cột, việc mình còn trong trắng khiến khán giả bất ngờ. Angela Phương Trinh thường diện trang phục gợi cảm cùng những bức ảnh khoe thân của cô. Công chúng nghiễm nhiên gắn mắt gái hư cho Phương Trinh. Tuy nhiên, ít ai ngờ cô nàng từng tuyên bố vẫn còn trong trắng khiến cả showbiz chấn động. Đó là vào năm 2012, Angela Phương Trinh tuyên bố nếu cần Trinh sẽ đi bệnh viện kiểm tra trinh tiết để chứng minh sự trong sạch cho bản thân. Tuy nhiên, 2 năm sau lời tuyên bố này, Angela Phương Trinh bị người tình là bác sĩ Chim Quốc Thái công khai chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Sau ồn ào này, ai nấy đều nhận ra sự thay đổi ở bà mẹ nhí. Angela Phương Trinh tập trung đóng phim với nhiều dự án như Taxi Em Tên Gì, Glee, Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ. Cô cũng chuyển sang phong cách ăn mặc kín đáo, sang trọng, gợi cảm. Nữ diễn viên cũng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam em, trong một talk show, nữ ca sĩ diễn viên Quế Vân bất ngờ chia sẻ chuyện nam em còn trong trắng khi cô nói về lý do nam danh hài Trường Giang không muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm với nam em. Quế Vân cho biết, nam em là một cô gái vẫn còn trinh trắng, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác. Hoa khôi nam em là một trong những người đẹp rứng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mãi đến khi yêu danh hài Trường Giang, người đẹp mới vướng nhiều thị phi vì khối tình si của mình. Sau ồn ào với Trường Giang, nam em tiết lộ mẫu đàn ông cô yêu thích là người điềm đạm ít nói. Hiện tại nam em đang tích cực đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc. Miko Lan Trinh, mới đây cụ người mẫu Trang Trần và nữ ca sĩ Miko Lan Trinh vừa có một cuộc tranh luận nảy lửa về chuyện chi tiết. Cụ thể là cụ người mẫu Trang Trần gây sốc khi phát ngôn về các cô gái hoạt động showbiz. Không ai vào showbiz mà còn Trinh, ngay lập tức Miko Lan Trinh thẳng thắn phản bác. Chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn Trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ trước chị ạ. Em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Và bởi vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép, có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp. Sau đó, khi nhận trả lời phỏng vấn cho báo chí, Miko Lan Trinh vẫn khẳng định cô hoàn toàn chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình. Miko Lan Trinh từng gây sốc khi tố bị ông bầu lừa đảo gạ tình, đó là thời điểm khoảng 5 năm trước, khi ca sĩ sinh năm 1987 vừa mới vào nghề. Còn nhiều bỡ ngỡ và là thành viên nhóm Amizoji cùng Phương Trinh Suli và Ngân Khánh. Cô cũng từng gây chú ý khi kể lại mối tình 6 năm, yêu không có tình dục trong talk show, nghìn lẻ một chuyện vào năm 2015. Lan Trinh cho biết cả hai yêu nhau rất hạnh phúc, dù không có vấn đề tình dục. Cô và bạn trai sau đó cũng chia tay vì mỗi người có một hướng phát triển riêng chứ không phải vì vấn đề đó. Người bạn đó rất tôn trọng mình và bản thân bạn đó cũng muốn có một đêm đồng phòng đẹp dành cho cả hai, do đó tụi em giữ gìn được tận 6 năm. Hiện tại Miko Lan Trinh vẫn hoạt động với vai trò ca sĩ và vô cùng kín đáo chuyện tình cảm. Châu Đăng Khoa, một nghệ sĩ nam khác cũng khẳng định bản thân là trai tân của showbiz, đó là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Nam nhạc sĩ này từng chia sẻ, tuy tôi còn trẻ nhưng trong chuyện ấy thì tôi là một người tư duy cổ hủ lắm. Đối với tôi, chuyện đó rất thiêng liêng và tôi nhất định phải giữ gìn để dành nó cho người tôi yêu nhất. Phát ngôn này khiến nhiều người bán tín bán nghi bởi Châu Đăng Khoa đang ngấp nghé độ tuổi 30 lại có sự khẳng định chắc nịch này.